Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và một ngày mới an lành và hạnh phúc. Nhân dịp cuối năm rồi, cũng sắp đến năm mới rồi, em cũng gửi lời chúc sức khỏe, chúc các anh chị và các bạn lúc nào cũng an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hôm nay em đi xe máy vào quận 4 rồi gửi xe, rồi đi bộ một vòng, tản bộ một vòng và đi ngang chợ Xím Chiếu thấy đông quá. Rồi tấp vô chợ, gửi bà con xem chơi cho vui những hình ảnh ở chợ Xóm Chiếu. Xong rồi bây giờ em lấy xe đi về. Và trước khi về em cũng chạy một vòng quận 4 để bà con cùng cập nhật cái hình ảnh của quận 4 ngày hôm nay. Và Sài Gòn bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi. Nãy giờ đi bộ lang thang cũng gần tiếng rồi, tiếng đồng hồ hơn á. Đúng rồi, lúc 7 giờ mấy, bây giờ hơn gần 9 giờ luôn rồi, chứ mới 8 mấy luôn. Đó, và Sài Gòn hôm nay cũng ngày 21 ở dưới rồi, cũng là 14 tháng 1 năm 2020. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hoàng Diệu nè. Mình chạy một vòng quận 4 nè, quận 4 này thì không có lớn. Nhưng mà quận 4 rất là đông, tấp nập các hàng quán ăn uống, quán cà phê, quán nhậu. Nhưng mà nhậu bây giờ cũng ít rồi. Ăn uống nè, rau má sinh tố, nước ép trái cây, bánh mì, rất là đông đúc luôn. Và chúng ta sẽ chạy một vòng vô cái con đường Nguyễn Hữu Hào để xem buổi tối ở đây như thế nào ha. Chợ hãng phân về đêm. Thẳng kia chúng ta thấy có cái tòa nhà mà quá trời đèn đó. Đó tòa nhà chữ M đó. Ngày xưa là hãng phân ở đó. Và cái chung cư ngày nay, chung cư Millennium. Và chợ hãng phân về đêm thì cũng không có đông lắm, không đông như chợ Xóm Chiếu lúc nãy chúng ta vừa đi. Ở đây thì cũng bán các loại gốm sứ, ly tách để phục vụ cho các bà con trong dịp Tết này. Và ở đây chúng ta thấy có một chung cư rất là cũ rồi nè. Hình ảnh của chung cư cũ, phía sau nó là một cái building rất là đẹp, rất là lớn, nằm lẻ loi. Những hình ảnh của chung cư này chắc có lẽ sẽ không còn lâu nữa. Thẳng ra bên kia là đường Bến Văn Đồn đó. Có mấy anh chị cũng thắc mắc, có cô chú cũng thắc mắc, bởi vì cũng xa Sài Gòn rất là lâu rồi thì nghe Bến Vân Đồn thì nghe rất quen quen nhưng mà không biết nằm ở đâu. Và hôm nay chúng ta sẽ chạy một vòng đây. Cái hãng phân ngày xưa nè, bây giờ là cái building rồi nè, rất là lớn luôn. Ở xa mình nhìn thấy nó nhỏ nhỏ chứ thực ra rất là lớn, có tới mấy tòa tháp luôn đó. Hồi xưa cái hãng phân ở đây cũng lớn quá hả? Rồi ta tiếp tục ha, dạo quanh một vòng quận 4 về đêm xem sao. Mình ở đây là đường Bến Văn Đồn là đi thẳng ra hướng này là mình sẽ ra Trịnh Minh Thế đó, là con đường Nguyễn Tất Thành ngày nay đó. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải đi ha, quẹo phải đi qua con đường
đường này là đường Vĩnh Khánh. Ở quận Tư em cứ lộn Vĩnh Khánh, Vĩnh Hội hoài, Tân Vĩnh rồi. Lộn mấy cái này hoài luôn. Mặc dù mấy con đường này cũng thường đi nhưng mà không có để ý tên đường, rồi nên thành ra rất là dễ nhầm lẫn. Mong bà con thông cảm nha. Đó, bên cánh trái thì có cái hẻm đi ra đường Đoàn Văn Bơ đó, cầu Cao Mét đó. Mình thấy quán nhậu ngày nay thì không có đông, không có đông như ngày xưa nữa. Năm nay có lẽ là những cái quán nhậu sẽ giảm doanh số nè. Và ở đây là trường mầm non, có trường mầm non. Và đi thẳng cái đường này là chúng ta sẽ đi tới phố Ốc. Rồi sẵn mình chạy qua phố Ốc mình xem sao. Hôm nay trời mát mẻ. Rồi sẵn dẫn anh chị và bạn đi lòng vòng quận Tư chơi. Đó, chạy qua bên kia được. Thôi không kịp rồi. Đó, bên kia là phố ẩm thực Vĩnh Khánh nè. Bán rất là nhiều quán, đặc biệt là những quán ốc. Để đi đến cái phố ẩm thực này từ quận nhất thì các anh chị có thể đi qua cầu Ông Lãnh, xuống cầu Ông Lãnh mình sẽ quẹo trái và đi một đoạn sẽ có ngã tư giao lộ Vĩnh Khánh và Hoàng Diệu. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Mỗi lần qua quận Tư thì lại nhớ cô chú anh chị những cái yêu cầu tìm người thân, nhưng mà tới nay vẫn chưa có tín hiệu, vẫn chưa gặp được người chúng ta cần tìm. Bây giờ chỉ duy nhất một cái sự may mắn đó là video clip tìm người thân ở bên quận 7 Trần Xuân Soạn chỉ mới có thông tin thôi. Tìm hai người, một người chị và một người cháu, thì bây giờ mới tìm được một người cháu thôi. Người chị thì không biết ở đâu luôn. Con đường này thì rất là đông đúc nè, nhạc in nổi luôn. Tổng thể thì đông đúc, nhưng mà mình nhìn chi tiết thì chúng ta thấy không có đông lắm. Có một vài quán đông thôi. Hay là do em đi trễ ta. Thẳng đường Vĩnh Khánh này chúng ta sẽ ra Tôn Đản nè. Chúng ta đợi xe quay đầu cái nha. Rồi tiếp tục thôi. Nếu mà vì một lý do gì đó chúng ta chưa có dịp đến Sài Gòn trong cái mùa Tết này, thì thông qua những cái video này chúng ta sẽ cập nhật được vài hình ảnh ở Sài Gòn để xem bà con vui chơi ăn Tết như thế nào ha.
Riết rồi quay video trở thành một cái thói quen. Bữa nào mà không không quay, không chia sẻ thì cũng buồn. Nên thành ra ngày nào em cũng tạo cho mình một cái cơ hội để đi đâu đó để quay phim, sẵn làm công việc riêng của mình luôn. Chúng ta đang có mặt ở đây đường Tôn Đản nè, quẹo trái thì ra Nguyễn Tất Thành, Trịnh Minh Thế, còn quẹo phải thì ra Tôn Thất Thuyết. Bên phải là số chẵn, số 98 rồi. Bên trái là số lẻ. Tới đây mình nhớ cho các anh chị xem nhà 202 ha. Hôm bữa em có đi ngang nhưng mà chạy lố đó. Nên thành ra sơ sót. Bây giờ có dịp đi lại là mình sẽ liêu máy qua để các anh chị xem chơi nha. 136 là nhà thờ Khánh Hội nè. Mình định tới một tí thì có 202. Thật ra nói quận tư này lớn thì không lớn mà nhỏ thì cũng không nhỏ đâu ha. Có rất nhiều con đường, có rất nhiều ngõ hẻm, đi hoài cũng chưa hết được. Nếu mà bữa nào các anh chị buồn buồn đó, tối cái mình đi qua quận tư là hết buồn liền, tại vì bên đây rất là đông, tấp nập ghê chưa. Người như thế này mà đi muốn tìm một ai đó mà không rõ thông tin là cũng rất là khó luôn á. Trăm chín mươi rồi, 196, 198, 200, 202. Ồ, 202 ngày nay là cái ủy ban phường. Đây là cái đúng rồi, ủy ban phường. Tại vì chỗ ủy ban phường thì mình cũng không tiện lia camera vô đứng giữa nhà, lia vô thì cũng không được. Con này là không được luôn chứ không phải là ngại ha. Thôi vậy là hồi xưa nếu mà các anh chị đã từng ở nhà 202 thì ngày nay là hình như là cái công an phường đó. Tại bữa em có đi vô hẻm 98, hẻm 198 rồi, nhà 200 bây giờ là bán thuốc tây. Rồi cái đó là công an phường. Đông ghê chưa. Con đường Tôn Đản còn đông hơn là con đường Đoàn Văn Bơ nữa. Ngày xưa thì Đoàn Văn Bơ nổi tiếng về ăn uống, nhưng mà ngày nay thì đường Tôn Đản cũng không kém ha. Rồi chúng ta quẹo qua đường này là đường Vĩnh Hội nha. Đường Vĩnh Hội nè. Nếu nãy mình chạy thẳng Tôn Đản sẽ ra Tôn Thất Thuyết, ra bến đò Long Kiển đó. Mình đi đường Vĩnh Hội để xem không khí ở đây như thế nào. Hôm nay Sài Gòn buổi trưa rất là nắng, rất là nóng, nhiệt độ khoảng 30 mấy độ, 30-32 độ C. Nhưng mà buổi tối giờ này nè mát mẻ lắm, lạnh luôn á, mát lạnh luôn á. Thẳng đường này thì chúng ta sẽ ra hình như là chung cư Tôn Thất Thuyết rồi đường Khánh Hội thì phải. Đúng rồi, đường Khánh Hội. Qua bên kia có công viên Khánh Hội mới vừa làm xong đó.
ở Sài Gòn thú vị khi mà buổi chiều chiều rảnh rỗi, tối tối rảnh rỗi, chúng ta chở gia đình, chở vợ con, chở bạn bè đi dạo phố. Mặc dù ở Sài Gòn mang tiếng là khói bụi, nhưng mà đâu đó vẫn còn có những hình ảnh khi mà chúng ta xa thì mình sẽ cảm thấy rất là nhớ, thấy thiếu thiếu. Nhưng mà ở lâu rồi sẽ chán, nó thường là như vậy. Nếu mà đi khỏi Sài Gòn, đi xa Sài Gòn lâu thì nhớ Sài Gòn, nhưng mà về Sài Gòn lâu thì cảm thấy chán chán, tại vì mình sống ở đâu mình quen đó. Đa phần tâm lý là như vậy. Đó, mình ở đây là đường Tôn Thất Thuyết. Đó, đi thẳng Tôn Thất Thuyết này. Đường Khánh Hội. Mình vừa qua chung cư Tôn Thất Thuyết. Đường Khánh Hội có cái công viên Khánh Hội bữa mới làm bên cánh trái đó. Không biết đã bao lâu rồi các anh chị đã xa quận 4. Hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn về quận 4 về đêm nè. Đó, công viên Khánh Hội ngày nay nè, đẹp chưa? Bây giờ đi đâu cũng thấy chữ chúc mừng năm mới, rồi những bài hát nhạc xuân khắp các con đường ngõ hẻm. Ở Việt Nam thì người ta quan trọng cái Tết cổ truyền gì lắm. Các công ty đều có một cái chế độ, một cái gì đó ưu đãi cho các nhân viên trong cái dịp cuối năm, ví dụ như lương thưởng tháng 13, rồi phụ cấp này kia nọ, để cho các nhân viên nó có điều kiện để ăn Tết vui vẻ. Mình quẹo phải là đường Hoàng Diệu nè, nếu mà đi thẳng là ra bến Vân Đồn nữa đó ha. Mình quẹo Hoàng Diệu nè, ở bên tay phải mình có đường số 45 đó, bữa mình có đi vô nhà của chú anh chị 31 đường 45 đó. Bữa thì em tưởng đường đó là một chiều nhưng mà không phải, đường đó đường hai chiều, người ta dễ xe nên mình bữa em hiểu lầm. Và thông qua các video thì nếu mà em có sự sai sót thì mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm ha. Cho em xin cái comment góp ý để em có thể thay đổi để phù hợp hơn. Chúng ta sẽ quẹo trái và đi lên dốc cầu, đó là cầu Ông Lãnh nè, đi về quận nhất. Cái đèn đỏ ở đây cũng hơi lâu quá, rất là đông luôn ha. Bà con đợi xíu nha. Bên cánh trái là hãng thuốc Bát Tô ngày xưa nè, hãng thuốc Khánh Hội, thuốc lá Khánh Hội nè. Bây giờ là cái building River Gay Residence. Rất là dài luôn,
cầu ông Lãnh ngày nay nè. Rồi một số hình ảnh ở dạo vòng vòng quận Tư và chúng ta đi ngang qua ngôi nhà 202 đường Tôn Đản, và ngôi nhà đó bây giờ là cái cơ quan ủy ban công an phường, và đi về cầu ông Lãnh qua quận Nhất gửi cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà chúng ta chưa có dịp về Sài Gòn trong những cái ngày cuối năm thế này thì chúng ta thông qua video clip sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Bye bye các anh chị và các bạn.